Trong khi thanh long bị dồn ứ tại cửa khẩu không thể xuất sang Trung Quốc, thì câu chuyện của vua bánh mì Cao Siêu Lực, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu ABC, thành công với việc sản xuất bánh mì từ trái thanh long đã khiến nhiều người ngã mũ. Không chỉ là việc ông sáng tạo mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm mới lạ, ngon và độc đáo, mà đây còn là cách ông Cao Siêu Lực giải cứu thanh long, loại nông sản đang bị ách tại cửa khẩu Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch Corona. Một tuần trước tôi có đi qua chỗ du quê miền Tây mà tôi cảm thấy một số nông nhân thì cho tôi biết có 300 container thanh long không có ra được, xúc được bên Trung Quốc. Vậy là vô hình, ứ lại vứt thanh long rất là nhiều. Lúc đó tôi mới cảm thấy hơi đau khổ về nông nhân. Vậy là trong xe đi về tôi cảm thấy mình có giúp được nông nhân cái gì không? Vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ cái phần lực lượng này giúp cho công nhân, nông dân của mình không phải là một mình mà phải tất cả là kể cả toàn nước Việt Nam này kia có thể là ủng hộ được Việt Nam, nông dân của Việt Nam là chủ yếu. Vậy là tôi với một số công nhân với R&D của tôi, anh em viên cái team này rất là vui mừng, tôi đưa ra các sáng kiến, tôi sẽ lấy thanh long làm bánh mì. Từ chuyến công tác về Vĩnh Long, sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, đến nay, ông Lực không chỉ thành công với bánh mì baguette thanh long mà còn nhiều sản phẩm khác như bánh thanh long khoai môn, bánh thanh long phô mai, bánh kem thanh long và dự định nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm bánh từ thanh long ruột đỏ và nhiều loại nông sản khác. Hiện bánh mì thanh long đã có mặt tại cửa hàng ABC Bakery Nguyễn Trãi và Đầm Sen với giá chỉ 6.000 đồng một ổ. Tôi nghiên cứu hết mấy ngày đầu, 3 ngày đầu đó tôi cũng thất bại, ngày nào cũng thất bại. Mà mình lấy cái phần thất bại này làm thành công. Cuối cùng tôi là 2 ngày nay tôi rất là thành công rồi. Hiện nay là tôi muốn chia sẻ cái phần đó cho quý vị biết được cái phần đó là bánh mì thanh long này đã chính thức ra mắt rồi. Hình như là một món quà tặng cho người tiêu dùng cũng là giúp được nông nhân đã tiêu thụ được một số thanh long. Nếu mà sau này đồng nghiệp có gì thắc mắc, tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái công thức này cho tất cả làm được xong xuôi rồi. Vậy là toàn nước Việt Nam của mình thanh long nó sẽ có đầu ra rồi. Đó là một cái mong muốn của tôi. Trong thời gian tới, mỗi ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu dự kiến sử dụng 200kg thanh long để sản xuất bánh, cung cấp hàng ngàn sản phẩm cho thị trường. Không giấu nghề, vị vua bánh mì muốn chia sẻ rộng rãi công thức làm bánh từ thanh long đến những cơ sở sản xuất bánh khác, góp phần vào việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Hôm nay cái chủ đề của mình á, toàn bộ là thanh long. Đây thanh long 100%. Thì mình ngồi về mình xay. Xay xong xuôi rồi để vô bịch để đông lạnh. Vậy là mình cần bao nhiêu mình đưa vô. Hiện nay cái phần thanh long này á, nó là chất lỏng. Tôi lấy qua hòa chung với nước thanh long, cái màu sắc rất là đẹp, đẹp tự nhiên của nó luôn. Mà mình cảm thấy là sử dụng được cái phần thanh long này á, hoàn toàn là cái màu thiên nhiên. Lúc đầu tôi đem về tôi tăng thử á, thì mới phát hiện của nó có độ chua, rồi nó đồng thời nó có ngọt thiên nhiên của nó. Cái độ chua này á, thì nó do là nó ăn màu rất là lẹ. Vậy là tôi biết được xong xuôi á, lần thứ hai nữa tôi phải điều chỉnh lại cái muối. Tôi có bê lên cái phần độ pH của nó. Mình phải bỏ bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa, bao nhiêu trứng, bao nhiêu bơ cho nó phù hợp cái phần khẩu vị của mình. Thành ra là một cái không có gì hết, xong xuôi mình phải chế biến làm sao cho nó ngon. Đó là một cái bản lĩnh của người thợ bánh. Thanh long cũng làm ra bánh kem luôn. Vậy là cái phần ổ bánh này là toàn bộ là những bánh kem, ở phía ngoài cũng là thanh long. Thanh long ở đây. Thì mình làm ra thanh long. Vậy thanh long ngoài ra vậy là mình làm ra bánh kem xong xuôi, làm ra bánh mì nữa. Bánh mì hồi nãy quý vị thấy được mình làm bánh mì bằng thanh long như thế này. Rồi bánh mì thanh long không có vị, vậy là mình để thêm cái phần phô mai vô. Thấy nó bùng nổ ra giống như núi lửa. Thành ra mình có đặt tên này cho bánh mì thanh long núi lửa. Có một số hỏi giá cả làm sao, tôi nói hiện nay là một ổ giá cả cũng là 6.000 thôi, không phải là mắc. Mình là nhà sản xuất, cũng là một cái R&D.
chuyên môn khai thác nghiên cứu sản phẩm mới thì nên nghĩ rằng nông sản của Việt Nam mình có cái gì ưu thế, có cái gì nhiều thì mình lấy cái đó làm mà phát huy của mình. Bản thân tôi có niềm tin, tôi sẽ lấy một số sản phẩm tạm thời thôi mà thời gian chỉ có là 4-5 ngày. Tôi đã lấy một số sản phẩm này, bơ, thăng long, rồi khoai môn làm ra bao nhiêu sản phẩm. Mà tôi nghĩ rằng có cho thời gian tôi 2 tháng nữa, tôi nghĩ là bên này là cấp mấy lần cái sản phẩm mới. Vậy là Việt Nam cũng có một cái tiêu thụ được một số nông sản của Việt Nam nữa.